Rồi ok thì ngày hôm nay thì mình qua nhà của mấy anh em bên TG, cụ thể là TG Steel. Thì siêu nét đấy các bạn ạ, trên stream ấy nó cứ than nó nghèo ấy. Thì ban đầu mình có vào cái nhà bên này. Xong rồi mình có lên xem cái góc stream của nó. Nói chung là nó rất là đẹp, nó rất là xịn, nó sang cái góc stream mà nó kiểu như là đầy đủ ánh sáng, âm thanh, rồi view vùng của nó rất là tốt. Nhưng mà sau khi mà chúng ta rời từ cái nhà live stream, và cái nhà live stream này nó rộng vào tầm khoảng là 60m vuông và trồng lên tầm khoảng 4 tầng. Thì bước sang giai đoạn 2, đấy là giai đoạn đi ăn. Thì giai đoạn 2 đi ăn thì Steve nó bảo là không, thực ra là không ăn ở nhà bên này anh ạ, ăn ở nhà khác. Em có 4 cái nhà quanh khu này thì chúng ta lại chuyển qua cái nhà thứ hai. Đây, cái nhà đang mở cửa. Đấy. Nhà này thì ok, bây giờ mình sẽ chuyển camera cho các bạn xem phía bên trong nhà nó là như thế nào, bởi nó binh lắm, đông người cực kỳ luôn. Ok, trên con đường vào ngôi nhà thứ hai đây. Ok, chào Fit nhá. Ôi, quay xin chào tất cả mọi người nhá, giới thiệu mọi người đây là chủ nhân căn nhà nhá. Chào mọi người, nhưng mà Steel đó, đây là căn nhà thứ hai của Steel nhá các bạn nhá. Nhà này nó rộng tầm khoảng 30m và nó trồng lên 4 tầng. Như vậy là hai nhà tổng cộng là tầm khoảng 90m2 và cả hai nhà đều trồng 4 tầng cả. Giới thiệu lại lần nữa thì đây là Hot Girl Đậu Đậu này. Đấy. Kia là Green đẹp trai này. Rồi. Hai anh chị vừa đi ra là hai anh chị quản lý nhá, các bạn cứ hiểu là như thế được rồi. Còn Fit thì đẹp trai rồi, lúc nào Fit đẹp trai rồi. Xanh chín. Ok, Đức Anh thì vẫn thế nhở, không đổi em ơi. Không lạnh thế nào cả. Còn đây là caster vô thời hạn nhá các bạn nhá. Caster vô thời hạn, không phải streamer đâu. Ok. Ngày hôm nay thì giống như ở trên group ấy, ở TG thì các bạn biết là có giới thiệu là mình mua hai con cua. Nhưng mà thực ra không phải đâu, bởi vì Steel nó ăn mừng là nó mới mua thêm một cái nhà mới. Thì Steel chuẩn bị cho anh em rất là nhiều đồ ăn. Steel chuẩn bị là bò này, rồi là ba chỉ này. Rất nhiều thức ăn, ngon lành, cành đào, đi mua đủ. Đặc biệt quan trọng là rượu nhỉ, rượu đây. Rượu đây nhá, nguyên một hũ này. Và hôm nay thì... Đây là can nước lọc. Can nước lọc à? Can này là can gì nhỉ? Nhân trần thôi đúng không? Xạo chó. Thì ngày hôm nay là Steel bảo là anh em phải xử lý được 3 can nhân trần này thì may ra mới được về. Đúng rồi, cái nhân trần này còn đây, cái đi bếp, vào cái bếp bên này hình như lửa nó nhỏ. Bếp lửa hơi nhỏ không sao cả. Chúng ta ăn từ từ thôi. Ok thì đây là món chính, đây là món chính các bạn ạ, giới thiệu với các bạn. Ronnie. Ngoài mẹ nồi ở phía bên dưới là hai con cua hoàng đế đang được hấp. Nó rơi vào tầm khoảng 6 triệu. Nhưng mà lúc mà Steel mua thì bảo đây là tiền ăn sáng của Steel thôi, nên là cũng ok. Thì anh em hay có 11 triệu các bạn ạ, nhưng mà Steel bảo là mua bằng tiền ăn sáng, nên là anh em cứ hiểu là cái độ lực của cái người mà có tầm khoảng 3-4 cái nhà ở xung quanh cái khu vực Cầu Giấy nó lực như thế nào đấy. Được chưa? Mua hết nhà hàng xóm xung quanh luôn, ok chưa? Thì đây đúng vật luôn. Như vậy là cuối cùng thì cua hoàng đế của chúng ta cũng đã ra lò. Sau khoảng thời gian hấp lên tới 40 phút. Bắt đầu thì Đức Anh hơi óc chó một tí. Đức Anh bảo là chỉ cần hấp 15 phút là chín rồi các bạn ạ. Nhưng mà rất may ở đây là có giáo sư Bonzi và giáo sư Fit đã đính chính là phải hấp 40 phút thì nó mới chín được. Thì cua đã ra lò. Đưa anh. Làm càng đi em ơi. Đấy. Em ơi, làm gì cho nó cảm xúc hơn đi em ơi. Đây. Ok. Em ơi, làm nhau giữ nguyên được miếng thịt cho Đức Anh nó làm một phát hết luôn em nhá. Đây, vụ này anh Dũng lo. Giới thiệu các bạn thì Dũng là người chuyên ăn cua hoàng đế, nên là Dũng master cách xử lý cua hoàng đế là như thế nào rồi. Ở đây thì anh em có thể học cách xử lý cua hoàng đế. Đấy là đầu tiên chúng ta cắt giữa hai cái mấu của hai cái khớp của chân cua hoàng đế, rồi sau đấy đổ hết nước ra và lấy một cái kéo cắt dọc theo cái chiều thẳng đứng của cái thân cua. Mặc dù hơi nóng. Không sao, nhưng mà với bản lĩnh của một người chơi đã cắt rất nhiều cua hoàng đế thì Dũng tự tin là mình có thể xử lý được. Đưa anh, chấm cái em ơi.
chấm cái, chấm cái này, chấm cái này. Đây, 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 anh ơi. Đây, hơi nóng, hơi nóng. Đây, tay ra được rồi. Đây, 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 đây. Ui. Các bạn so với ngón tay của tôi này, các bạn so với ngón tay của tôi này. Nó to vãi trưởng đấy. Ngón tay tôi bé nào. Mình cua to, u nữa anh ơi. Ngập mồm nữa anh ơi. 20 tuổi đầu rồi, ăn được cuồng đế. Ngập mồm. Ngập mồm. Ui. 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 Được thật sự luôn. Ngọt phải đấy. Ngọt phải đấy. Ôi không được. Cháu có ý này. Đâu, chỉ nói này thanh mày nhá. Gì đấy, đâu, nói gì đấy. Ôi đâu con gái à. Nữ thực như hổ, nam anh gì, nam thực như hổ, nữ thực như mèo. Ui ngọt lắm anh ơi, được quá anh ơi. Ôi. Lần đầu tiên trong đời được ăn cuồng ở đấy đấy. Đéo tin. Ôi lại lần đầu tiên rồi, chuyên gia xử. Chuyên gia xử lý cua hoàng đế lại kêu là lần đầu tiên. Chuyên đi cắt cua thuê à? Chuyên đi cắt cua thuê. Ôi lại anh Mạnh Khao rồi, giới thiệu các bạn đây là ba con cua, không phải là hai mà là ba, được Steve mua bởi để ăn mừng mua thêm một cái nhà mới. Ok chưa? Ok chưa? Thôi bây giờ mình cũng phải làm miếng đã nhở. Ok, dung 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 tách của anh một miếng đấy. Đây, 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 để em lấy cho anh Mạnh một miếng nhá. Nhìn được quá em ơi. Đấy này đúng, mắt ngon anh em ạ. Ui nước kìa, ui nước đôi nó dâm dê kìa. Anh cầm nguyên cái này đi. À, chuyên nghiệp là phải cầm. Tay mình này, so tay mình này. Đấy, các bạn so với ngón tay là các bạn biết rồi này. Đấy, được chưa, được chưa. Ngón tay một, nó bé như thế này. Một tí đúng đấy. Một cái con này là hơn 3 cân, 3 cân rưỡi. À, một con này là Dũng, hơn 2 con. Hai con Dũng mua là 11 triệu. Bonus được con thứ ba là Dũng mua tổng hết 15 anh triệu. Anh Mạnh trả tiền mọi người ạ. Anh Mạnh trả tiền nào. Anh Mạnh trả tiền thôi. Làm thử miếng anh, làm thử miếng. Ờ, ok, ok, ok. Đây, để cho anh xin. Hơi nóng anh ơi, hơi nóng. Nó nóng sốt, nóng sốt. Ok, trên tay mình đang là miếng cua hoàng đế. Nó là non. Ủa đậu kìa, đậu ăn xong khi ăn đấy cua hoàng đế là ngồi nhặt tin luôn mà. Em ăn một miếng thôi. Ok, xin phép chấm gai chấm bái. Bây giờ là trên mồm tinh tế. Sướng hơn Binh. Sướng hơn 3 cái tốc 1 anh ơi. Nó là Binh. Tốt 8 ngày nào cho anh cô gặp đấy thì em nguyện tốt 8. Dũng ơi, trách tim mình nữa Dũng ơi. Binh lắm các bạn ạ. Nó là cái tầm luôn đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời 30 năm mình được trải nghiệm con cua hoàng đế các bạn ạ. Ôi văn rồi. Đây là văn rồi. Thật sự luôn. Cảm xúc không thể tốt hơn nhá. A few moments later. Ok. Nhưng mà xong rồi cuối cùng cũng ăn nhậu xong. À, tổng cộng là 9 người, 10 người gì đấy. Ăn hết tầm khoảng 2 cân thịt. Với cả uống tầm khoảng căng đét ra được tầm khoảng 8 lít rượu các bạn ạ. Nói về điều quan trọng các bạn biết là gì không? Sau khi ăn xong ấy, có một cảnh tượng vô cùng khó tin nó diễn ra. Đấy là tất cả các anh em đều đang ngồi đây. Rất là chill, ok. Uống trà, ăn kẹo, đàm đạo. Nhưng gì nhờ? Cái gì nhờ? Có tin được không nhờ? Các bạn biết ai không? Người đang rửa bát các bạn biết là ai không? Em toàn phải rửa bát mà. Ôi à. Đâu đâu vừa mới kêu xong là 2 năm nay ở nhà em ăn xong không bao giờ phải rửa bát cả. Nhưng mà sang đây rửa bát một bữa kêu là em toàn phải rửa bát ạ. Vâng ạ. Rất là cảm ơn Đậu Đậu vì đã phục vụ ở chương trình này ạ. Rồi. Lại lúc nào đến nhà Steel. Một năm sang được, lần sang năm sang được một lần không Steel? Năm sang được mua 2 lần rồi anh. 2 lần. Nào rửa đất đây là lần đầu tiên kiểu hôm nay chắc là động trời đi. Nghe thấy chưa? Đây là lần đầu tiên Đậu Đậu rửa bát khi sang nhà Steel. Mồm điêu nó không phải là đến từ livestream, nó là từ đời sống luôn, được chưa? Vuông chưa ạ? Bây giờ sống với anh em bây giờ cũng còn phải mồm điêu như thế cơ mà. Tin được không? Mà này, này. Mà thực ra nãy giờ nhá, tôi nói cho kỹ, bây giờ zoom lại kỹ này. Nhìn này, nhìn cái tổng số bát phải rửa này. Sở tiêu trả 500 nghìn chỗ này, sở tiêu thuê 500 nghìn mà nhìn xem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 cái bát. 10 cái ly đi, cứ tính luôn là 10 cái ly, 10 người uống. Rồi là được bao nhiêu nữa? Chắc là được thêm 5 cái đĩa, 2 cái kéo, 10 đôi đũa, được chưa ạ? Tính thế là nó vuông. Sở tiêu trả nhanh 5 lít. 5 lít. Bây giờ các bạn biết ai là người rửa TG chưa ạ?
OTG, người đầu tiên là người trả được 5 lít cho tiền rửa bát. Steve, người có 4 căn nhà. Và tiếp theo là đầu đầu, người vô cùng giàu bởi vì làm bất cứ một thao tác thì cho team TG thôi cũng được tiền. OK chưa? Em giàu à? Giàu thế, giàu này thì bao giờ mới hết. Dí gì mà dí? Sự thật thôi. Cái gì sự thật thì mình nói là sự thật. Mình đã bao giờ mồm điêu các bạn chưa? Tôi đã bao giờ lừa các bạn chưa? Chưa anh bao giờ. Anh bây giờ anh phải giới thiệu thêm là người uống rượu nhiều nhất TG anh. À, OK. Em xin chào giới thiệu với các bạn người uống rượu nhiều nhất TG. Và hôm nay thì anh ơi, đây là can nước lọc. Can nước lọc à? Can can này là can gì rồi? Nhân trần. À, nhân trần rồi đúng không? Mặt mặt OK chưa? Khác vừa rồi chưa? Đi má hồng môi trắng chưa? Đẹp trai luôn. Giới thiệu các bạn Tây Hồ Đức Anh à. Cho anh xem lại cái ảnh đấy. Đúng rồi. Nó là đỉnh của chóp. Được chưa? Được của nó chưa? Anh mạch ngồi tao luôn. Đây là khuôn mặt của Đức Anh sau khi uống chắc là phải được 3 chén đâu? 4 chén đấy. 4 chén. Và sau khi uống xong đủ 4 chén Đức Anh lại viện cớ ấy là ôi, thế này đủ mệt rồi. Hôm nay về thôi, hôm nay uống nữa thôi. Uống nữa là chớ mất. Thì anh em cũng uy tín mà, thì nói chung là thấy Đức Anh mệt quá thì cũng không ai bắt Đức Anh uống thêm cả. Sau 4 chén thì cuối cùng Đức Anh đã thành bộ dạng như thế này. Và suốt ngày là lên stream anh Mạnh cà khịa là ôi, uống anh ơi. Em một mình cân tinh tay gờ thì cân anh muỗi. Ôi, anh cảm giác đưa anh khỏe đấy, nhưng lúc này anh cảm giác đưa anh thật là bao la rộng lớn ấy. Uy tín các bạn ạ.